mạch dao động. Ta tiến hành thí nghiệm như sau. Dùng một bình ắc quy 12V hay nguồn điện một chiều để nạp một tụ điện có tiêu hao ít, ví dụ một tụ điện 47 microF loại MKF như trong hình. Nối tiếp tụ đã nạp điện với một cuộn cảm có điện cảm lớn, ví dụ một cuộn dây với lõi lá sắt 650Hz và một máy đo dòng điện có điểm 0 nằm ở giữa thang đo như sau. Ta quan sát thấy kim chỉ thị máy đo điện sẽ dao động qua lại điểm 0 khoảng 1Hz và nằm yên sau vài dao động. Như vậy, một mạch dao động điện từ sẽ bao gồm một cuộn cảm và một tụ điện. Tụ đã nạp điện phóng điện qua cuộn dây, dòng phóng điện sẽ tạo ra bên trong cuộn dây một từ trường. Sau khi tụ điện phóng điện hoàn toàn, từ trường cũng sẽ giảm dần. Sự thay đổi từ trường gây ra bên trong cuộn dây một điện áp. Tụ điện sẽ nạp điện với sự đảo cực cho đến khi từ trường cảm ứng bên trong cuộn dây biến mất. Điện áp tụ điện sẽ tạo ra bên trong tụ điện một điện trường. Dòng điện trong cuộn cảm sinh ra từ trường. Điện trường và từ trường tiếp tục được tạo ra nối tiếp nhau như hình minh họa. Quá trình này lặp lại một cách tuần hoàn. Dòng điện xoay chiều trong mạch dao động sẽ sinh ra nhiệt bên trong điện trở thực của cuộn dây. Do vậy, các dao động được kích thích một lần bên trong mạch dao động sẽ yếu dần đi. Dao động này như trong hình được gọi là dao động tắt dần. Nếu một mạch dao động được cung cấp năng lượng từ bên ngoài với tần số thích hợp, nó sẽ dao động như sau.